Sunny Hạ Linh từng đối đầu nảy lửa với Subin, Cây Trần. Trong một cuộc thi có sự tham gia của Sunny Hạ Linh, Subin, Cây Trần nhưng người chiến thắng lại là một tên tuổi xa lạ. Sự tỏa sáng của Subin Hoàng Sơn. Sunny Hạ Linh và hành trình khẳng định bản thân. Cây Trần và những thăng trầm trong sự nghiệp. K-pop star Hank, hay còn được biết đến với tên gọi Ngôi Sao Việt khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2014, là một chương trình truyền hình thực tế thu hút nhiều tài năng trẻ đam mê âm nhạc và K-pop. Cuộc thi đã trở thành bệ phóng cho nhiều ca sĩ nổi tiếng trong V-pop hiện nay như Subin Hoàng Sơn, Sunny Hạ Linh, Cây Trần, Lít Kim Cương. Sự tỏa sáng của Subin Hoàng Sơn. Subin Hoàng Sơn, dù chỉ dừng chân ở vị trí áo quân, đã nhanh chóng khẳng định bản thân là một trong những gương mặt thành công nhất sau khi bước ra từ cuộc thi. Anh chàng sở hữu nhiều bản hit đình đám như Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im, Đi Để Trở Về. Và luôn giữ cho mình chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt, Subin thành công bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, anh sở hữu ngoại hình thu hút, giọng hát tốt và khả năng trình diễn sân khấu ấn tượng. Thứ hai, anh nhanh chóng định hình phong cách âm nhạc của riêng mình, pha trộn giữa R&B, pop và hip hop. Thứ ba, Subin có chiến lược phát triển thông minh, liên tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng và hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Sunny Hạ Linh và hành trình khẳng định bản thân. Lọt vào top 4 chung cuộc của Ngôi Sao Việt, Sunny Hạ Linh ghi dấu ấn với giọng hát ngọt ngào và hình ảnh trẻ trung, năng động. Cô sở hữu nhiều bài hát được yêu thích như Em Đã Biết, Không Sao Mà Em Đây Rồi. Tuy nhiên, Sunny vẫn chưa thể bước phá lên top đầu V-pop. So với Subin, Sunny Hạ Linh có phần lép vế về chiến lược phát triển và định hình phong cách âm nhạc. Tuy nhiên, cô nàng vẫn đang nỗ lực từng ngày để khẳng định bản thân. Tham gia Đạp Gió 2024 là một cơ hội tốt để Sunny Hạ Linh tỏa sáng và tạo bước đệm mới cho sự nghiệp của mình. Cây Trần và những thăng trầm trong sự nghiệp. Ít người biết rằng Cây Trần cũng từng tham gia Ngôi Sao Việt nhưng không may mắn tiến sâu vào vòng trong. Sau 4 năm định vị hình ảnh trên thị trường âm nhạc Việt, Cây Trần gây ấn tượng với bản Hết Ý Em Sao 2018. Tuy nhiên, sau khi đầu quân vào công ty của Sơn Tùng MTV, sự nghiệp của anh có phần chững lại. Hiện tại, người hâm mộ vẫn mong muốn Cây Trần trở lại với hình ảnh âm nhạc độc đáo và ấn tượng như trước đây. Hy vọng rằng Cây Trần sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Vị trí quán quân gây bất ngờ. Dù bất ngờ là người chiến thắng của Ngôi Sao Việt Nam ấy lại là một tên tuổi khá xa lạ, Tùng Mini. Sau khi đăng quang, Tùng Mini không tạo được nhiều dấu ấn trong làng nhạc và dần vắng bóng khỏi showbiz.